Hello anh em nha. Hôm nay bên mình về cái bó gói này nè. Bó gói Sonax X3. Đây là phiên bản mới nhất của dòng X3. Đây là phiên bản nâng cấp. Thì nói về phiên bản nâng cấp lần này á, thì ngoài cái bao bì ra, anh em thấy là bao bì người ta làm rất là đẹp ha. Thì bên trong cái bao bì á, khi mà anh em mua cái phiên bản này thì anh em sẽ được tặng một cái túi rút như thế này. Một cái túi rút của hãng luôn. Đó, cái balon rút ha, in Sonax màu đen và cái chữ Sonax màu vàng gold rất là đẹp, nhìn rất là sang, nhìn rất là bắt mắt ha. Đó, rồi nói về con gói thì đây là phiên bản mới nhất. Anh em có thể thấy là đây nó dài hơn phiên bản cũ rất là nhiều. Hậu ơi, hậu trong balon mập á có cái băng gói á giống vậy nè, lấy ra giùm tao nha. Nè, quăng đây. Đây là phiên bản nâng cấp của cái phiên bản cũ, thì anh em có thể thấy là ở cái phiên bản cũ này nè, so với cái phiên bản mới thì nó rất là ngắn. Phiên bản mới nó dài hơn, phiên bản cũ rất là nhiều nè, anh em thấy không, nó dài hơn. Và cái phần logo ở đây anh em thấy rõ nhất, ở đây là phần logo của phiên bản cũ, nó sẽ là in đề can. Còn phiên bản mới người ta sẽ là thêu lên luôn. Đó, thì nó sẽ tránh được cái việc mà bong chóc khi anh em thi đấu. Khi mà anh em té xuống mặt sàn hay là sân gì đó, anh em chùi hay là anh em sạc bóng, thì cái phần này anh em bị ma sát nó cũng sẽ không có bị chóc đi, tại vì nó đã theo lên đây luôn rồi. Còn phiên bản cũ thì nó sẽ có thể là thời gian nó sẽ bị bong chóc. Còn về chiều dài thì nó sẽ là dài hơn. Và ở dưới đây á, cái phần chữ Sonax dưới đây nè, nó sẽ là màu vàng gold luôn. Nó tẹp với cái logo trên đây thay vì là màu cam giống như phiên bản này. Thì hai phiên bản là đều có lớp gel chống tuột hết. Anh em thấy nè, đây để mình lặn lên cho anh em xem. Hai phiên bản đều có lớp gel chống tuột hết ha. Và cái đặc biệt nhất là ở phiên bản lần này á, là đằng sau đây nè, cái phần chung. Anh em thấy phần chung đây không? Nó có cái logo được bên hãng người ta dệt lên luôn. Logo Sonax ha, anh em thấy rõ đây ha. Đó là logo Sonax. Thì phiên bản này với phiên bản trước á, về độ dày mặt mút nó là như nhau, chỉ có là dài hơn và nó có cải tiến là dài hơn một chút và thêm thắt gì sửa lại cái phần logo theo logo indican thành theo thôi anh em ha. Rồi chiều dài bó gói rất là dài hơn cái phiên bản cũ, thì mình đặt xuống đây là anh em thấy rõ nhất nè, đó rất là dài ha. Còn về cái độ dày thì như nhau. Rồi đây là về phiên bản bó gói ha, để mình đeo lên chân cho anh em xem nè. Đó, anh em lên chân cho anh em xem ha. Này nó sẽ kéo lên tới đùi luôn. Kéo lên tới đùi luôn ha. Đó. Rồi, bên đây cũng là vậy nè. Đó. Đây để mình đứng lên cho anh em xem ha, tại bên trước mang chạy anh em xem đỡ vậy đi. Đó. Nó sẽ kéo lên tới phần đùi luôn, nó tránh với cái việc là nó sẽ bị lặn khi mà anh em xoạc bóng. Thì khi mà cái này á, nó bị tuột ra khi chơi á, là chỉ có đối với xương cỏ nhân tạo thôi. Còn về mặt xương sàn á, thì là nó sẽ ít tuột hơn và nó có thể là không tuột luôn. Tại vì xương sàn anh em biết là cái mặt xương nó rất là trơn. Khi mà anh em chùi á, thì cái bó gói nó sẽ đi luôn ha. Nó sẽ không có bị vướng lại cái những cái mặt xương như thế này, bị vướng lại những cỏ nhân tạo ha. Thì khi mà anh em xoạc ở xương cỏ nhân tạo thì nó sẽ bị ma sát ở dưới cái mặt xương, với mặt cỏ, với lại mặt cao su này nè, nó sẽ bị vướng lại và nó bị lặn lên, nó bị tuột ha. Đây là mình nói rõ luôn. Rồi tiếp theo nữa là hôm nay mình sẽ mang thêm một con bó khủy ha. Đây là con bó khủy mới, bên mình vừa về luôn. Đây là bó khủy, để mình xem tên, mình cũng quên tên rồi. Đó là bó khủy Zero Black, phiên bản màu đen ha. Thì anh em thấy đây là con bó khủy rất là dài hơn so với tất cả những con bó khủy mình đã sử dụng qua. Và phần mút nó rất là dày luôn anh em nhìn ngang đó nè. Đó, nó giống như là một cái mai rùa ụp lên nha. Đó, nó bo được cái phần má trong của cái khủy và má ngoài cái khủy luôn. Đó, anh em đeo chiều nào cũng được ha. Nó là như thế này, anh em đeo chiều nào cũng được. Đó, và anh em thấy nó cục vô trong như thế này nè. Đó, phía trên thì nó sẽ là theo cái logo Sonax. Theo logo Sonax màu trắng luôn ha. Nó không, anh em sẽ không bị sợ bị bong tróc nữa. Theo và dưới đây thì cũng là chữ logo Sonax màu vàng gold ha. Rồi, để mình đeo lên tay cho anh em xem nha. Thì con này nó sẽ ôm hơn những con trước, thì để giúp là cho anh em không bị đau khuỷu tay khi mà đỡ những cú sút mạnh.
nè, anh em thấy không, nó bảo vệ được cái phần má ngoài lẫn cái phần má trong luôn ha. Cái phần má trong phần này rất là quan trọng ha. Đó anh em thấy không, kia lên tay nè, đó rất là đẹp. Và thêm mình sẽ đeo thêm bên trái ha. Anh em thấy không, đó logo Sonat nè, như đây của logo Sonat. Rồi lên phân, em thấy không, để mình đứng lên xe để em xem. Anh em đừng để ý tới đôi dép nè, để ý phần màu gói với lại phần trên thôi. Rồi à. Ok nè, rồi ok, giờ vô sân thôi anh em.